Ôi trời, mình cần thêm vũ khí. Thực ra mình cần nhiên liệu. Mình sẽ chờ tới bến luôn cho đã. Là nữa chắc mình phải dọn dẹp rồi. Con ơi, bừa bộn thế này. Chơi game thế đủ rồi. Ôi, đi biển thôi. Đi rồi, đi thôi. Mặt trời chói chang, ở đây tuyệt thì quá. Thì tạm được. Thư giãn đi con. Sao cũng được, thử nằm xem thế nào. Ở đây cũng thoải mái phết. Wow, chân bẩn quá. Mình phải rửa chân mới được. Chờ một chút. Cái gì đấy? Thú vị đấy. Thứ này to quá. Nó sẽ hoàn thiện bộ sưu tập của mình. Mình cũng cần một mảnh cuối. Gần xong. Đấy. Và vừa như ý luôn. Wow, ống này sẽ đi cực nhanh. Gần đến biển rồi kìa. Sao dừng lại ở đó? Ống này có thể giãn tới bất cứ đâu. Cảm giác như nó vô tận. Đó, cuối cùng mình cũng có thể rửa chân. Mát quá. Hả? Cái gì đấy? Pin. Bị cấm túc rồi. Ôi bụng của mình. Mẹ ơi, chạy đi mẹ. Pin, ơi Pin, để mẹ ngủ. Đi mà. Quanh đây có nhà vệ sinh nào không? Có không nhỉ? Mình buồn lắm rồi. Khoan, hay là mình mượn điện thoại của mẹ. Chà, có cậu xem. Thiệt luôn đó hả? Nhà vệ sinh quá xa. Nghĩ ra rồi. Mình sẽ đào một lỗ. Cát mà cứ như đá vậy. Phải làm sao bây giờ? Chắc chắn mẹ có mang dụng cụ trong túi. Thứ này thì chuẩn rồi. Chỗ này là địa điểm lý tưởng. Không ngờ mình giỏi đào đất đến thế. Có lỗ rồi này. Đúng rồi, thùng đựng đá có cỡ vừa chuẩn. Thấy không? Đừng lo, nó được lót túi nhựa rồi. Đã đến lúc giải quyết nỗi buồn rồi. Phải thật nhanh mới được. Nhẹ cả người. Xong rồi, chuyện đại sự đã ổn. Đưa nó về chỗ cũ nào. Có thể chứ. Hết rồi sao? Để lấy thêm nè. Ấm quá. Quán, có phải? Còn chán quá. Con đi chơi đi. Thôi được rồi. Cát nóng bỏng cả chân. Con nít. Cảm ơn mẹ. Chờ chút. Đã có cái. Dù sao thì mình cũng đang khát nước. Hai cái chai vừa đủ lớn. Mình sẽ làm bẹp hai cái trái. Vừa như in luôn. Sang đàn bằng nhựa của riêng mình. Không còn bỏng rát nữa. Đi nào. Biết đâu mình lại tạo xu hướng. Mình sẽ là người có sức ảnh hưởng. Chờ nhé thế giới. Thật sao? Wow. Đợi mẹ với. Hôm nay nước trong xanh quá. Còn có gì tuyệt hơn được nữa. Mẹ nói sao? Mình có một kế hoạch. Cái gì? Pin. Lên lên. Nhóc này. Ôi, hình như mình có cái này trong túi. Đã đến lúc trả thù. Chờ đấy. Dẫm lên sóng này. Thêm một đợt sóng nữa kìa. Trời đất ơi. Cảm ơn.
chạy đi. Hả? Đừng có gây sự với mẹ. Oh. Ok gái, bye. Mẹ đi bơi đây nhé. Vâng ạ. À. Oh. Mẹ để lại điện thoại. Đây là gì? Chói quá, chẳng nhìn thấy gì hết. Vẫn không thấy gì. Hả? Đúng rồi. Mình cần tìm một chỗ có bóng râm. Ủa, chiếc khăn yêu thích của mình. Này, gì đây? Một cái hộp rỗng. Không cần nó. Đã đến lúc cắt giấy. Dao dọc giấy là hợp nhất. Ta-da. Được rồi, để dùng thử nó xem sao. Hả? Có vẻ mát hơn rồi. Và cuối cùng cũng thấy được màn hình. Đó là phần mình rất thích. Finn, nghiêm túc đấy hả? Không nghịch điện thoại. Mẹ. Cái quái gì? Wow, nhìn hay đấy. Dưới này có gì nhỉ? Đau quá. Tất nhiên. Đấy rồi này. Chắc chắn mẹ có gì đó trong túi. Đợi đã. Chà, đâu rồi nhỉ? Mẹ, cho con. Nó đâu rồi? Con bé kia có cái xẻng phải không? Đúng như vậy rồi. Mình cũng đang cần xẻng. Chào em nhé. Cho anh xem cái xẻng nhé. Không. Kỳ bồ. Đúng rồi. Cái gì cũng có giá của nó. Trẻ con ai cũng thích kẹo chua. Ăn không. Có phải kẹo không ạ? Bị dính đầy cát mất rồi. Tốt như mới. Thấy không? Ok. Em xin. Không ngờ cách đó lại hiệu quả. Mình còn việc cần phải làm. Mong rằng có kho báu ở dưới này. Mình trúng độc đắc rồi. Wow. Quả bóng bay. Không cần đống này. Ôi. Dầu to rồi. Wow. Lấy nước đầy chai này. Cần sỏi nữa. Mình sẽ đào đất một chút. Chỗ này sẽ cực kỳ hoành tráng. Vào đây này. Khá là u tối. Giờ mình sẽ sử dụng bóng bay. Mình đã thấy trên TikTok. Wow. Độ đầy nhanh quá. Xong. Trông nó thật ảo diệu luôn đấy. Và bóp bóng bay nước cũng rất vui. Mình có thể chơi cả ngày. Mình cũng khéo tài ghê. Mẹ ơi, gì này? Cuối cùng cũng dâu rồi. Mẹ ơi, gì này? Wow. Đây là gì? Ôi. Ôi. Nó mới nổ sao? Con xin lỗi. Lại nữa. Mình lại chán như con rắn. Con mắt là mình mang đồ chơi. Anh sẽ làm bạn trai em nhé. Còn lâu. Thì em cũng chẳng quan tâm. Cưng quá. Ôi. Chào đen xì. Không. Đây là cuộc chiến. Các cậu suốt ngày cãi nhau thôi. Mẹ ơi, nhìn này. Đừng, vịt vàng. Không. Vịt nhỏ đã biến mất rồi. Mình phải đi bắt chúng. Nước lạnh như bằng ấy. Wow. Cá là mẹ có đồ ở trong này. Đâu rồi ta? Ôi. Này, dừng lại. Vô dụng. Nè. Wow. Nhìn không. Mình có thể dùng cái này. Wow. Nhìn dễ thương ghê. Chắc sẽ được. Có gì không? Không. Mình sẽ thử lại. Thật luôn đó hả? Cạn ngớ ngẩn. Sao không được chứ? Mà chờ một chút. Mình có một ý tưởng. Trước tiên mình cần thật nhiều cát. Và cả cát ướt ở đằng này. Đó. Giờ thì rắc lên cát khô này. Và nhấn.
Bà là xỉu ơi, mình làm được mà. Nhìn này, thành công rồi. Này, chú nói thế mà. Hả? Không. Và cắm cái này ở trên đỉnh. Con ơi, mình về nhà thôi. Không, còn tác phẩm của con thì sao? Con nít. Con không đi được. Chào tạm biệt đi. Đã về đến nhà xong. Phải đi học rồi. Vâng hả? Mình đâu còn lựa chọn nào khác. Ngày đi biển đã kết thúc. Đọc cuốn sách này nào. Chào. Chào đẹp trai. Đến giờ ăn nhẹ rồi. Cậu ăn không? Xinh quá, cảm ơn. Ngon quá. Máu. Ngon quá. Không được lại tí đồ ăn. Để tớ giúp cậu. Cảm ơn, gặp lại sau nhé. Mình cứ nghĩ cô ấy là ma cà rồng, nhưng cô ấy là công chúa. Cô ấy xinh ghê. Cô ấy sáng hơn kim cương nữa. Gì vậy? Sao có thể? Không bình thường nhỉ. Đến lúc làm mới da của mình rồi. Đây là bình xịt kim tuyến của tớ. Kỳ lạ ghê. Hình như nãy mình thấy gì đó. Muốn đi chơi. Giờ cô ấy làm gì tớ vậy? Tớ cần phải giữ răng đẹp và sát. Mình điên rồi sao? Thôi nào. Gì vậy trời? Hey Vin. Gần được rồi. Mình phải ngủ một lát. Cô ấy là... Chào cậu. Chào cậu. Cô gái xinh đẹp nhất ở trường. Bài tập về nhà mình đâu nhỉ? Đây rồi. Phải đảm bảo mọi thứ. Trời đất quỷ thần ơi. Bị dưới cắt. Không ổn rồi. Máu. Mình ngửi thấy mùi máu. Để mình cắn vào miếng. Tôi biết cậu là mặt hình lòng mắt. Cái này cho cái tay của cậu. Xong rồi. Sao cơ? Là nhanh nhé. Cảm ơn. Có một chỗ bên cạnh tình yêu của mình. Ginger. Ăn chưa à? Tớ thấy. Cậu thử cái này chưa? Tốt cho tiêu hóa của cậu đấy. Cái quỷ như vậy. Ginger. Đây là kẹo. Muốn ăn không? Đây, ngon lắm. Dâu. Cậu nên thử. Không cần đâu, cảm ơn. Lạ quá. Đó là máu. Đây hả? Đây là nước ép cà chua, thấy không? Muốn thử không? Có chứ, tớ mê nước ép cà chua lắm. Whoopsie, tớ xin lỗi. Tớ sẽ lấy cây lau nhà để lau. Chừng trước, cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Cô ấy không ở trên đó hay là dưới này? Đây này. Đúng rồi. Gì vậy? Và tớ đã có cây lau nhà. Ở đâu ra tớ vậy? Tớ giúp cậu. Tớ rất thích lau nhà. Cố lên nha. Chưa. Muốn đi chơi công viên không? Đi công viên á? Dưới trời nắng hả? Yeah. Được, chắc vậy. Ok. Thật chứ? Gặp cậu ở đó nhé. Gặp cậu sao? Ôi không, mình không thể ra ngoài nắng. Mấy giờ rồi? Kệ đi. Tớ đây. Xin lỗi nhưng tớ bị dị ứng với nắng. Phải bảo vệ da. Cảm ơn. Chắc cả thêm chút nữa. Tớ mang cho cậu ít mì ống này. Wow. Tớ mê mì ống lắm. Đọc chút. Tớ có nguyên liệu bí mật. Đó là... Đó là... Trời... Để tớ bảo nói cho cậu. Sẽ ngon lắm đấy. Nhưng... Không. Mưa tỏi đây. Mưa. Không, dừng lại đi. Tớ không. Tớ không thích rồi sao? Tớ rất thích, nó rất ngon. Để nó tránh xa ta đi. Cô ấy sao vậy? Cô ấy không thích tỏi. Được rồi, làm một cuộc điều tra nhé. Mình sẽ tìm ra sự thật. Manh mối thứ nhất, rằng nàng xác nhận bằng chứng thuyết phục. Và manh mối thứ hai, cô ấy uống máu. Từ đó sẽ đến manh mối thứ ba, mắt đỏ. Ngoài ra cô ấy bị thu hút bởi máu, sợ tỏi nữa. Với tất cả những manh mối này, mình chắc chắn cô ấy là macaron. Cô ấy là macaron hả? Không, đúng là ngớ ngẩn. Làm thám tử mệt kìa.
phim. Chuyện gì? Tôi muốn. Giờ cắn một miếng trên cổ. Chỉ là giấc mơ thôi. Mình phải tìm ra sự thật. Cậu đang giấu gì đó gì chứ? Để xem cậu có hình ảnh phản chiếu không nhá. Hướng dẫn cho thứ 6 ngày 13. Không thể nào. Cô ấy không có hình ảnh phản chiếu. Đồng nghĩa cô ấy là macaron. Đúng vậy. Cậu sợ hả? Như vậy rất tuyệt. Thế chứ. Tốt quá. Tôi cũng muốn làm macaron. Được thôi, đến đây. Ngon quá. Mình có răng này. Selfie một tấm nhé. Chúng ta không nhìn thấy nhau. Pikachu. Đủ rồi. Còn bị cấm túc. Chúng ta cần phải tìm bảo mẫu thôi. Cần bảo mẫu sao? Để mình lo. Mở cửa ra. Ông bạn đang tuyển người đúng không? Cô đừng quên. Chúng tôi sẽ đi nhỉ. Thằng bé đâu nhờ? Hay nó là tưởng tượng? Hả? Đó là cái gì vậy? Chúc may mắn á. Chắc chắn nó không thể ở đây. Mình vào đây. Cảm ơn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chắc. Dừng lại. Dọn dẹp đi. Không đời nào. Pikachu. Cậu không biết mình đang dẫn mặt với ai đâu. Nữa đi. Không, chờ đã. Em sẽ dọn dẹp. Chị, ngồi đi. Cảm ơn. Làm tốt lắm, Pika. Bực mình vậy. Bà mẫu, em thấy không khỏe. Cậu bị ốm sao? Pika. Đừng lo, Pika. Cơn ho đang giỡn mặt với nhầm bảo mẫu rồi. Uống cái này đi. Pika. Sao vậy? Mình biết mẹo với siro ho đấy. Biết rồi. Chờ chút. Thằng bé sẽ thích cái này. Đầu tiên mình sẽ nhúng nó vào siro ho. Sau đó phủ sprinkle. Cái này quá ngọt với mình. Tuyệt vời. Pika. Chị bị ốm sao bà mẫu? Ăn cái này đi. Ngọt quá. Giòn quá. Ta dễ thương hay mày? Pika, Pika, Pika. Đi mũ ở đó đâu rồi? Cậu chán hả? Pika. Lấy đồ chơi của cậu ra nào. Ở đây có rất nhiều món để chọn. Chơi đi. Không. Cái này. Được thôi, cái này thì sao? Không. Chán quá. Còn cái này. Còn cái này. Nó trông như em. Wow, đi nói cho em. Pika. Mình đọc được tới đâu rồi? Pikachu. Em kéo tay nó ra rồi. Tay nó đâu rồi? Là lỗi của em. Tôi sẽ xử lý. Cái này ở đây. Chị đang làm gì vậy? Phẫu thuật hả? Nó sẽ nghe lại được ngay thôi. Sẵn sàng chưa? Tôi đã biến đổi ngoại hình cho nó. Cậu nghĩ sao? Anh thích Pika. Tôi biết cậu sẽ thích mà.
Bigadu. Đến giờ ăn tối rồi. Oh, kẹo. Mẹ không bao giờ cho mình ăn kẹo vào bữa tối. Không ăn kẹo. Ăn rau. Ăn rau của cậu đi. Không phải chứ. Em ghét rau. Im lặng đi. Ăn rau của cậu đi. Bắt đầu với cái này. Không bao giờ. Chúng ta có gì ở đây nào? Bắp cũng là rau. Biết phải làm gì rồi. Bắt được rồi. Chị nói rau cho bữa tối sao? Mình sẽ tự làm món salad. Tuyệt vời. Đi cà chứ. Giờ thêm ít siro. Đổ đầy caramel này nhé. Ý mình là sốt. Và món salad của mình đã xong. Thằng bé đâu rồi? Nó làm gì dưới đó vậy? Hả? Đó là bỏng ngô sao? Chào bà bỗ. Tôi nói không được ăn vặt mà. Mika, chị thật là chán. Cái này vứt thùng rác. Tôi sẽ làm cho cậu ít khoai tây chiên. Đợi chút. Mika. Mình đã xem cái này trên TikTok. Đầu tiên mình sẽ cắt quả táo, rồi để nó vào hộp này. Thằng bé sẽ không nhận ra sự khác biệt đâu. Có thể cho nó ít mứt đâu. Khoai tây chiên cà chua. Thưởng thức khoai tây chiên của cậu đi. Chị ấy không nói đùa. Còn có sốt cà chua nữa. Thích khoai tây chiên của cậu chứ. Chị. Mika. Ngon quá. Đúng rồi. Ăn ngon nhá. Đừng nhảy nữa. Nguy hiểm đấy. Chị không vui gì cả. Vậy cậu muốn làm thí nghiệm không? Wow. Hả? Cái đó trò mà sách. Muốn vút ve con nhện của tôi không? Còn mình hết ý tưởng rồi. Hả? Chị chán quá. Biết rồi. Bà bỗ, đi về em. Muốn thêm trà không? Mika. Có. Cảm ơn. Cậu cẩn thận nhé. Mika. Cố lên, nhanh hơn đi. Wow, nhìn em này, chị bảo mẫu. Đang làm gì thế? Mệt quá. Mika. Được rồi, bám chặt nhá. Wow. Hiya. Cao đi. Wow. Hả? Mika? Cậu ổn chứ? Mika. Gì vậy? Bà mẫu, đến chơi với em. Được thôi. Nhanh lên. Mika. Wow. Yeah. Vui quá. Pikachu. Như vậy là vui hả? Nhanh quá. Nhìn này vui nè. Được rồi, đủ rồi. Vui đúng không? Pika. Phải chắc nghĩa là không. Pika. Nhà đẹp quá. Pika đu. Pika, đừng mời em. Pika. Nó sẽ là của mình. Pika. Chơi trốn tìm đi. Cậu trốn, tôi đếm. 1, 2, 3. Sẵn sàng chưa? Tôi cũng đến đây. Quá dễ dàng.
Bigadu. Hả? Không có ở đây sao? Là mình đang di chuyển. Biga. Chị ấy ở đây. Thằng bé đâu rồi? Bắt được rồi. Thế là mình nghe tiếng nó ở đây mà. À, bực mình quá. Bigadu. Hả? Aha. Bigadu. Bắt được rồi. Bigadu. Bù. Hả? Anh không phải Bika. Không, không phải. Tôi ở đây để bắt Pikachu. Hả? Bảo mẫu đang gặp rắc rối. Pika, anh muốn thằng bé này á? Nó sẽ là của tôi. Pika, tin tôi đi. Chúng ta sẽ hạ người đó. Pika. Pika, sấm sét. Pikachu. Cực kỳ hiệu quả. Wow, Pika. Tập tay nào. Phải ra khỏi đây thôi. Ai đó? Đi thôi. Bình tĩnh. Có chuyện gì vậy? Cảm ơn Pika. Cả ly. Ngoan quá. Cảm ơn cô chị chưa. Không có gì. La 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 la. Mình biết âm thanh đó. Pikachu. Cảm ơn. Ngoan lắm. Pikachu tuyệt ghê.